Em chụp cả mặt nha, cả mặt là đó. Xin chào. Chúc ông 10 lít cho 10 lít nha, xin chào cái này của Thương Xuyên. Chúc mừng chị nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Có một cái dự án sắp tới để làm gây chấn động thương hiệu Sinh Hào và Sinh Hào không ạ? Cái đó là đợi chị Sinh chỉ còn một chữ ký thôi là bắt đầu campaign em sẽ nổ ra cho chị Sinh liền. Sinh nghĩ sao về vấn đề này? Sinh thì hiện tại bây giờ thì Sinh đang ở lứa là đầu chuyên nghiệp, tính này cũng chưa có già lắm. Nhưng mà thực sự là Sinh rất là ai và rất là theo dõi những cái clip của bạn Gen Z và con là một trong những cái bạn đó. Một cái bạn đó và Sinh hay sử dụng những cái nội dung ngon để mà mình có thể giải trí sau những giờ thì rất là căng thẳng. Và điều đặc biệt trong content của các bạn đó là cho Sinh thấy được rằng là quảng cáo nhưng không quảng cáo. Tuy nhiên thì mình cũng đừng có quá khắt khe với cái việc quảng cáo quá, bởi vì chúng ta phải open, mở lòng ra. Vì có những cái thương hiệu quảng cáo như vậy thì mới có những cái sự sáng tạo của mẹ. Em có công nhận là khi mà có chi phí một xíu là cái sự sáng tạo của mình nó nhiều hơn. Nó buồn lên đi, nó buồn buồn lên đi. Dạ, trong vừa rồi em có nghe nhắc đến cái từ quảng cáo. Vậy thì một cái câu hỏi mà nó hơi xoáy và xoay xíu cho nữ hoàng content của chúng ta ngày hôm nay. Sự xuất hiện của Quang Minh ngày hôm nay là một sự xuất hiện người ta thấy là tất cả các sự kiện thì KOL xuất hiện đều dựa trên cái sự booking. Vậy thì ngày hôm nay Quang Minh đến với sự kiện ngày hôm nay trên vai trò nào, một cái booking hay là một khách hàng đã rất là thân thiết với Sinh Hào rồi? Mọi người có thể lọc cái sổ sách của Sinh Hào ra và xem em đã chi bao nhiêu tiền cho Sinh Hào rồi. Nhìn em hay đi event Sinh Hào, tại vì em là một khách hàng thân thiết của Sinh Hào cho nên là em rất là thích những cái buổi mà ra mắt những sản phẩm mới, những công nghệ mới của chị Sinh, nên em muốn coi thử là cái này là cái gì để bắt đầu mình kêu anh ơi bán một miếng đất để em mua một liều trình đi. Con là một khách hàng rất là tiềm năng và đặc biệt là Sinh Hào Bình Dương. Và qua thông điệp của phỏng vấn ngày hôm nay thì Sinh cũng gửi lời cảm ơn con. Bởi vì con là một trong những khách hàng có được cái sự phát triển của Sinh Hào Bình Dương. Ngày hôm qua Sinh Hào Bình Dương mới đón sinh nhật 1 tuổi. Con chính là một trong những khách hàng đầu tiên và rất là VIP của Sinh Hào Bình Dương. Vậy hỏi con là con thích Sinh Hào về điểm gì đi? 3 điểm tới Sinh Hào. 3 điểm của Sinh Hào, thứ nhất là dịch vụ. Em kể mọi người nghe một kỷ niệm gần đây nhất là em bận ở Bình Dương, em không đi spa Bình Dương được. Em nói với chị Sinh là hôm nay cho em đi ở Sài Gòn, chi nhánh Sài Gòn nha. Trời, tự vừa nói xong, một tiếng sau một chiếc xe limousine tới đón. Rồi vừa tới nơi là có một bàn ăn chay của Thanh Hoàng, của chị Sinh bày ra ăn đầy đủ luôn. Xong quá ngon chị, quán nào cũng ngon hết. Rồi ha, bánh nước cứ dồn dập một tiếng một set, một tiếng một set. Rồi quà 20 tháng 10 tới luôn. Rồi có phòng VIP cho mình làm, em cảm giác như là em đang đi resort tại Sài Gòn, ở đây em đi spa luôn. Rồi, cảm ơn những chia sẻ của Ron. Một câu cuối cùng thôi, nó có thể là con cảm thấy nó không liên quan, nhưng mà lát nữa Sinh sẽ bật mí vì sao là câu hỏi này. Con có thể checklist khoảng ít nhất là 3 cái ứng dụng mà thông minh có trên điện thoại của con, hoặc là con biết được không? 3 ứng dụng thông minh đó là app thông minh, đúng rồi. App mạng xã hội rồi. Dạ, TikTok, Instagram, Facebook. Một vài ứng dụng khác về mua sắm, thời trang, thẩm mỹ có không ạ? Shopee, Lazada, Tiki. Dạ, vậy thì con có bao giờ nghe đến cái app Sinh Group chưa? Sinh Group? Mình có app mua em mới nghe. Rồi, nếu như chưa thì một lát nữa mời con vào sự kiện. Rất là nhiều điều bật mí tại sự kiện này về cái app Sinh Group này. Dạ, rồi.
vấn nha. Mãi 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 cầm. Dạ chị cho em phỏng vấn chị vài câu. Chị Lê Hà rất là ít khi trong các hoạt động nghệ thuật, nhưng mà hôm nay chị có mặt tại sự kiện của Sinh Rút với chị Lê Thị Phương, thì chị có thể tiết lộ cái mối thân tình với chị Lê Thị Phương không? Tới giờ này thì mình rất là tự hào về chị Sinh, chị Sinh là người rất là giỏi. Và hôm nay thì mình muốn tới để tìm hiểu cái công nghệ facial mới này cho bản thân mình có thể đẹp hơn. Dạ chị, cái công nghệ AI King Tech này chị Sinh đầu tư rất là nhiều cái máy móc công nghệ thẩm mỹ mà máy móc thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thì chị Sinh vừa flash nhẹ là chị Sinh đã gọi là đầu tư 3 triệu đô cho chiến dịch lần này gặp một máy móc, thì chị nghĩ sao về sự đầu tư này? Chị Sinh luôn là người chỉnh chu và luôn là người mà đầu tư rất là mạnh tay cho những cái buổi event và những cái máy móc cho cái cơ sở của mình. Thì Hà luôn là người tin tưởng chị Sinh. Và hôm nay mình đến đây để chúc mừng và có thể là mình đăng ký một suất cho mình ra công nghệ này. Dạ em nghĩ là chị Sinh sẽ vẫn tặng cho chị luôn chứ không cần phải đăng ký đâu. Chị có chia sẻ là chị Sinh rất là đầu tư, và em thấy là mỗi lần chị xuất hiện tại sự kiện đều rất là đầu tư chỉnh chu, thì ngày hôm nay mình có thể bóc giá nhẹ cái outfit mình tham dự sự kiện luôn à. Thôi mà thật mà chắc là nó vui luôn ha. Thôi trên đời này không phải đẹp mà nghèo cả nha.
cho nên thì luôn luôn chúc mọi người tự tin, thành công, xinh đẹp. Tại vì khi tự tin mà khi mọi người xinh đẹp thì vậy chị Trinh sẽ bắt tay để làm một dự án live stream bùng nổ cho công nghiệp sinh. Nếu mình cảm thấy như vậy cũng là một cái điều rất là tuyệt vời. Tại vì bản thân mình đi là một người đã trải nghiệm rất là nhiều dịch vụ làm đẹp là một. Như có bạn cũng chung là một người đã có trong tay rất là nhiều cái công nghệ tân tiến hiện đại nhất hiện tại ngày nay. Thì mình nghĩ là với những kinh nghiệm mà đứng về cái đặt hàng của mình và những kinh nghiệm đứng về phía chủ tịch thì chúng tôi sẽ đưa ra cho mọi người rất là nhiều lời khuyên, rất là nhiều bài học và đặc biệt hơn là sẽ cho mọi người rất là những trải nghiệm phù hợp và tâm lý với các bạn nhất. Như bây giờ cuối cùng là Duy có thể kết nối cùng chung nhất là hai cái app mà về để mua sắm cái về mỹ phẩm thời trang áo hoặc là cái app thông minh mà Duy biết. Đầu tiên thì sẽ là Việt Shop, tiếp theo là Shopping và là thứ nhất chính là ba cái nền tảng xã hội, ba cái nền tảng thương mại điện tử mà không chỉ riêng của Duy mà có thể là sẽ làm tất cả của rất là nhiều người trong ngày hôm nay. Vậy thì Duy có bao giờ nghe đến một cái app nào dành riêng cho các bạn chăm sóc cái này thì giờ đây là bạn em đã nghe một cái bất biến nho nhỏ, một cái bất biến nhẹ nhàng. Khi mà ngày hôm nay tên là Shein House sẽ ra mắt một cái app về booking và làm đẹp thì mình thấy cái đó là một điều rất là tuyệt vời mọi người. Tại vì hầu như là những kênh khác á là booking về sản phẩm, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái trang app, trang app booking về dịch vụ. Đấy cũng là một cái điều mà vượt bậc hơn, giúp cho mọi người thuận tiện hơn cho việc đặt lịch đặt năm giờ, và quan trọng hơn sẽ giúp cho mọi người linh động hơn về thời gian này. Đây là cái sự kiện đầu tiên mà chị xuất hiện sau cuộc thi là New Mentor không ạ? Công nhận là mọi người cập nhật tin tức rất là nhanh. Thật sự là đây đúng là cái sự kiện đầu tiên mà tôi tham gia sau khi đêm chung kết của New Mentor. Em thấy là sau đợt New Mentor thì chị cập nhật cái trạng thái cũng như là cái lịch hoạt động nghệ thuật nó không có cập nhật thường xuyên và đây là lần đầu tiên xuất hiện, thì cái lý do nào, cái mối thân tình nào của chị và chị Sinh mà để chị phải xuất hiện tại đây ạ? Thực ra thì The New Mentor cũng đã lấy một phần thời gian của Vân rất là nhiều, nên là sau chung kết thì Vân đã dành cho mình khoảng thời gian để mình có thể nghỉ ngơi và mình có thể tận hưởng cái thời gian mình chăm sóc bản thân, chăm sóc gia đình. Nhưng mà để chăm sóc bản thân thì cần phải có một sự trợ giúp đặc biệt, đó chính là Sinh Thao và Sinh ở đây, để mà Vân có thể có những cái ngày mà mình vừa nghỉ ngơi mà sức khỏe và cái vẻ bề ngoài của mình được cải thiện. Dạ, và để mà lấy được lòng của tất cả khách hàng cũng như là các KOL khó tính trong việc chăm sóc sắc đẹp thì ngày hôm nay chị Sinh đã đầu tư một cái gọi là cái chiến dịch AI Skin Test, là ứng dụng tất cả những máy móc chăm sóc da gọi là công nghệ thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, và số tiền chị Sinh đầu tư là 3 triệu đô. Có nghe nói về điều đó đang rất là hào hứng, không biết là Sinh sẽ cho mọi người một cái công nghệ mới như thế nào để mà trong tương lai thì mọi người tất cả các phụ nữ yêu cái đẹp của Việt Nam sẽ có một cái nơi, một cái công nghệ để mà tin tưởng để đến để chăm sóc cái nhan sắc của mình. Như Vân cũng vậy, Vân rất là quan trọng với bề ngoài, cho nên là khi mà mình chọn đến Xin mình cũng phải thử nghiệm trước, mình phải thử nghiệm trước là Xin có an toàn, có tốt, có thoải mái và có bảo đảm để mình có thể đem những điều đó tới tất cả các khách hàng khác, mình có thể giới thiệu cho bạn bè cũng như là người thân của mình được hay không. Thì khi mình đến với Xin là Vân đã rất là an tâm. Đầu tiên đó, cái điều mà Xin rất là tuyệt vời, các bạn nhân viên rất là tuyệt vời một cách khó hiểu luôn, là từ A đến Z mình được chăm sóc hầu như là công chúa nữ hoàng gì á. Cho nên đó là cái sự trẻ giải thích cái sự khó hiểu đó và ngày đầu tiên học bài chào tạo chân lý là chăm sóc khách hàng như người thân, xem khách hàng như người thân và bằng mọi người biết hơn để làm đẹp cho những phụ nữ mà họ chưa hoàn hảo về nhan sắc, nó đã khó một, nhưng mà để làm đẹp cho những người phụ nữ mà vừa có sự trải nghiệm kinh nghiệm với làn da sắc tóc cũng có những cái khó tính hơn rất là nhiều, bởi vì họ lựa chọn mình, cho nên là sự cảm thấy rất là hạnh phúc khi bác yêu con là một trong những khách hàng rất là VIP ngày hôm nay có mặt với tư cách là một người bạn trong chiếc nè, như là một khách hàng VIP. Premium thì Yêu Vân sẽ thể hiện miêu tả nó bằng ba từ. Nếu mà ba từ thì hơi ít, nhưng mà Vân sẽ cố gắng tìm để coi. Đầu tiên là Vân rất thích dịch về dịch vụ của các bạn Gen Z, cho nên Vân sẽ nói là chân tình. Tại vì cái sự nhiệt tình thì tất nhiên là một người cơ bản của một nhân viên bất cứ một ngành nghề nào sẽ có, nhưng mà cái sự chân tình ở bên trong để mà nhiệt tình một cách ở bên trong á, sâu bên trong để mình có thể giúp đỡ mọi người một cách nhiệt huyết nhất thì mình nghĩ là từ chân tình.
sau đó đến là hợp lý. Bởi vì, đúng rồi, tại vì những cái công nghệ, những cái giá cả mà xin mang đến cho Vân, Vân cảm thấy là hợp lý và phù hợp với bản thân mình. Và từ cấp 3, từ cấp 3 có thể là các bác sĩ bên cũng hơi gần gần như vậy đó, hơi hơi gần từ đó tìm cái từ nào nó đẹp hơn của sử dụng cho bác sĩ hoàng mỹ. Tại vì Vân cảm thấy là đến mức em Vân cảm thấy Vân được là chính mình và Vân được là Vân nguyên ở một phiên bản đẹp nhất, hoàn mỹ nhất. Tất cả các lĩnh vực và cả những lĩnh vực thẩm mỹ nữa, thì cái việc là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào lĩnh vực thẩm mỹ có dẫn đến cái việc là sẽ thay thế luôn cả bác sĩ luôn không? Thật ra Vân nghĩ trí tuệ nhân tạo AI đang rất là bùng nổ, nhưng mà nếu mà mình cần một cái sự quá xinh. Thank you.
trên điện thoại của chị có một cái app nào chuyên về chăm sóc sức khỏe sắc đẹp mà có các hệ thống bác sĩ có tư vấn luôn cho chị không? Chắc là chưa quá à. Nếu chưa thì một lát nữa chị sẽ bắt gặp trong sự kiện lần này chị nha. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều và rất là hy vọng ngày hôm nay sẽ có được nhiều điều thú vị. Rồi, em quá nhớ nha chị. Dạ, nói rõ. Ba chị em mình đẹp quá mà. Bốn thì đang chúng ta. Đám chứng nhận tiếp sáng. Rồi. Rồi em mời mọi người xếp qua bên này chút xíu thôi. Ok được rồi, được rồi. Rồi nhìn máy em nha. 1, 2, 3 rồi chúng ta thử nè. Thưa quý vị khách, sự kiện Launching Coming AI Skin Test kỷ nguyên chăm gia ứng dụng trí tuệ. Thưa quý vị khách, sự kiện Launching Coming AI Skin Test kỷ nguyên chăm gia ứng dụng trí tuệ nhân tạo sắp diễn ra. Quý vị vui lòng ổn định chỗ ngồi để sự kiện được bắt. Xin trân trọng giới thiệu bà Loan Huỳnh, giám đốc CRM Marketing R&D tập đoàn Singroup. Xin trân trọng giới thiệu bà Linh Nguyễn, giám đốc chuyên môn Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Lichy. Xin trân trọng giới thiệu Á Quân Tiền Yêu Mentor 2023. Xin cùng chào đón doanh nhân người mẫu Lê Hà. Và cùng chào đón sự xuất hiện của hai hot TikToker triệu follow Văn Vinh và Bé Duy.
Thật đặc biệt là sự xuất hiện đầy rạng rỡ và khí chất của các vị thực khách đến từ hệ thống chi nhánh Singhao, Singreview. Một tràng pháo tay thật lớn nữa thưa quý vị. Phải là người thích đặt câu hỏi không? Như là chỉ là muốn đầu tiên là chắc là không phải gửi một lời cảm ơn đến Xin và Xuân, bởi vì Vân may mắn đã được trải nghiệm công nghệ này ở Mỹ rồi, và không ngờ là hôm nay là được chứng kiến Xin đem về đây một cái công nghệ mà Vân nghĩ là rất là tốt, và đúng trong ngày 20 tháng 10, giống như là một món quà cho nhan sắc Việt Nam. Thì cảm ơn cái món quà cho nhan sắc này từ Xin và Xuân. Chỉ vậy thôi chứ không có câu hỏi gì hết mọi người ơi. Cảm ơn, xin cảm ơn những chia sẻ của sư phụ Vương Vân ạ. Cảm nhận của cô Vinh như thế nào? Dạ, đầu tiên em xin gửi lời chào đến quý vị ngày hôm nay ạ. Thì là một người bạn của Duy thì em đã biết là Duy cũng như em đã gắn bó với Sing House cũng như là Sing Group từ những ngày rất lâu rồi. Đến những người bạn. Dạ, những người em bạn em đã có Thiết Trang nữa. Dạ. Mà đã vừa em vừa giới thiệu mới 2 tuần thôi đã bay 300 triệu rồi mọi người ơi. Và em thì là không biết bao nhiêu, rồi bé Duy cũng tương tự như vậy. Và cái nền da của bé Duy ngày hôm nay cũng nhờ rất lớn vào Sing Group nói riêng và chị Xuân nói chung riêng đi. Và hôm nay câu đầu tiên của em bé Duy quá ngang đạo cho một cái làn da mọc này. Mọi người thấy là cái da rất là căng bóng luôn á. Và em lúc mà cái máy đi chị, em thấy được là những cái mụn trên da của Duy được hút lên trên máy luôn. Và em cũng rất trông chờ cái kết quả của bé Duy, tại vì em đang sẵn sàng cái điện thoại em mà cái này hồi hiệu áo cát em sẽ tin một cái mua liệu trình liền, không nói tiếng nào hết. Bên dưới thì Duy có nhắn thầm như thế này là hãy nói là làn da của bé Duy trộm dí chứ đừng có nói từ khác. Trộm dí nha. Ok, thì không biết là sau khi mà mình được cảm nhận những cái liệu trình cũng như là công nghệ ở trên màn hình đây thì nữ hoàng content mình có cái content nào tiếp theo cho... Không chỉ một mà những người. Em chỉ đang chờ cơ hội được trải nghiệm cái liệu trình mới này thôi, là em sẽ lên một loạt 10 clip cho chị Xin luôn. Wow. Xin rất cảm ơn Vân Vinh rất là nhiều. Vân Vinh có câu hỏi nào dành tặng cho dành cho hội đồng bác sĩ không? Em quá là con down rồi. Chiều nay hả? Chiều nay em có cái lịch là Sing Premium nhé. Dạ. Vâng, câu hỏi này thì có lẽ là chị Xuân trả lời sẽ hợp lý hơn ạ. Chắc là chị nhờ quản lý Long Hải My đâu ạ. Em book một cái chiếc xe sau sự kiện em kết thúc một cái là chở con Vin về 326, 32, 15, quận 10 luôn ạ. Dạ đúng rồi, cho em một cái dự tin nằm liền em nha. Vâng, cảm ơn cái chia sẻ của bác. Kỳ vọng gì về công nghệ này sau những chia sẻ của bác sĩ, và có câu hỏi mình cho bác sĩ không ạ? Lê Hà muốn hỏi là với gương mặt Lê Hà thì bao nhiêu lần điều chỉnh là đẹp đấy? Đấy bác Lam trả lời đúng không? Tư vấn ngay tại chỗ đúng không? Với từng tình trạng da thì sẽ có cái thứ tư vấn nó phù hợp. Biết bao nhiêu để nhớ ước mong sẽ mang lại thân dung sắc đẹp, sức khỏe thật nhiều để tất cả phụ nữ ở trên thế giới này. Vì phụ nữ là bé yêu, phụ nữ là sống đá, phụ nữ là sống đá, vợ đã hứa đôi tình, nguyện hạnh phúc cho em. Em là chính, em không yêu mình. Vì phụ nữ là bé xinh đẹp, phụ nữ luôn sống đá, đưa một tình, nguyện hạnh phúc cho em. Vợ mãi để sống đá, cho phụ nữ. Vâng, ngay bây giờ thì có lẽ xin mời chị Lê Thị Xuân, chủ tịch tập đoàn có đôi lời chia sẻ, xin mời chị. Mình sẽ qua đây xíu với chị. Còn như thế là tôi về một tập nhà hai.
chương trình. Và lời cuối cùng thì xin muốn được ghi nhận và gửi lời cảm ơn đến hàng triệu, hàng rất là nhiều khách hàng chưa có mặt ở đây và là người đồng hành phụ sinh trong xuyên suốt cái chặng đường phát triển của mình. Mặc dù tuổi đời còn nhỏ nhưng mà xin nghĩ rằng với những cái tâm huyết, nhiệt huyết của mình, không những một mình xin mà của hơn 500 nhân sự tập đoàn Sinh Group, thì xin cũng xin mời tất cả các quản lý chi nhánh cũng như các bạn leader đứng xuống dưới đây cùng với ekip cùng chụp một tấm hình. Bởi vì xin nghĩ rằng để mà tạo được thành công ngày hôm nay thì không một mình xin mà có cả hội đồng bác sĩ cùng như các bạn có thể là luôn cùng với nhau để đoàn kết, gắn kết và chăm sóc cho khách hàng có một cái dịch vụ rất là tận tâm, tận tình như siêu mẫu như Vân có chia sẻ với xin như trước đây. Và để đầu tư những cái công nghệ máy móc định giá với số tiền là 3 triệu đô thì xin nghĩ nó chỉ là một con số thôi. Và trên hành trình của xin, xin nghĩ là xin sẽ có thể làm tốt hơn với một super luxury sẽ được khai trương vào 2024. Và phần mềm mobile app sẽ là một cái tính năng có thể rõ ràng hơn, minh bạch cũng như là cho khách hàng những cái chương trình ưu đãi với những cái giá trị rất là tốt. Làm sao đó giá trị dịch vụ luôn gia tăng nhưng mà giá dịch vụ để khách hàng sở hữu thì lại luôn phù hợp. Đó là điều mà xin cùng đội ngũ của mình luôn tâm huyết và nung nấu trong trái tim của mình. Cảm ơn quý vị một lần nữa. Thôi chúng ta xin cùng nhận một tràng tốt tay thật. Và trước khi nói lời tạm biệt, xin mời tất cả quý vị hãy cùng tiến lên sân khấu và lưu giữ những khoảnh khắc kỷ niệm đẹp này cùng với chúng tôi.